hello mình là ngọc khánh đây làm pizza bằng chảo cực kỳ dễ mà mọi người ăn nửa cái cũng không lo béo nhá yên tâm Để bánh không phải nhà bột không phải nướng gì hết chúng ta chỉ cần dùng bánh mì nguyên cám thôi thử thách hôm nay chính là làm pizza heo thì nhá easy luôn Thì bánh mình dùng 4 đến 5 lát bánh mì nguyên cám ngâm với trứng Để nó mềm mềm ra và trứng mọi người nhớ là phải nêm gia vị đấy nhá Để cho nó đậm đà Làm pizza ở nhà được cái là thích nhân nào cho nhân đấy Mà thích topping gì nhiều thì cho nhiều nên là ngon hơn ở ngoài hàng Mình đảm bảo luôn mọi người nhá Cái sốt cà chua mì ý của Barilla ấy sẽ cho đúng vị pizza nhất Nhân bò dứa thì mình đem xào trước sau đó mới cho lên bánh của mình nha Đây là tim ngô ngọt với ớt chuông nên là chắc chắn phải cho vào chứ mọi người thích topping gì cũng được pizza của mọi người mà thêm một chút phô mai mozzarella rồi đậy vung là xong luôn đấy có pizza ăn rồi mọi người Mọi người ơi đơn giản chưa cả cái bánh chỉ có 450 calo thôi mà hầu như là protein nên là nếu là mình mình ăn cả cái cũng được ấy đế bánh khá cứng form ăn như pizza bình thường ấy mà nó giòn cơ mà đọc là pizza chứ không phải là pizza đâu mình đọc thế cho thuần việt thôi hấp <laughs> dẫn lắm mọi người nhìn quả đế bánh này độ dày cực kỳ vừa phải luôn sắp hết thử thách rồi mọi người chọn số mấy nào